Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn về những ý tưởng design dành cho t-shirt cũng như là cái ngành thời trang vào tháng 9, tức là một trong 4 tháng cuối năm của 2019, là những cái tháng mà cái sức mua của thị trường, cái doanh số tăng vọt lên rất cao đối với những người kinh doanh nếu nắm được cái xu hướng của người tiêu dùng, của thị trường nhé các bạn. Như các bạn biết là cái mẫu design của chúng ta nó có hai loại, một là evergreen, tức là những mẫu bán quanh năm suốt tháng, ví dụ như ngày sinh nhật hoặc là 12 con giáp. Còn ở đây chúng ta đang tập trung vào cái rival và cái trend của thị trường nhé các bạn. Thì dựa vào từng ngày trong tháng thì luôn có những cái sự kiện, và đối với một cái người Mỹ bình thường đó thì họ chỉ biết một vài ngày quan trọng trong tháng 9 mà thôi. Nhưng đối với chúng ta, những người chuyên bán t-shirt hoặc là thời trang, thì chúng ta phải biết nắm rõ từng ngày có những cái sự kiện gì trong tháng 9, 10, 11 và 12. Trong tháng 9 này có rất nhiều sự kiện các bạn, mà những người bán áo thun chuyên nghiệp phải biết. Thì những cái sự kiện tạo nên những cái design đó thì dựa vào cái lifestyle, dựa vào cái phong cách sống, cái cách sống, và nó được thể hiện qua cái content, qua cái nội dung bằng text, bằng câu chữ hoặc là slogan, hoặc là những cái hình ảnh photograph ở trên cái design của cái t-shirt. Thì trong tháng 9 gồm những ngày sau đây nhé các bạn. Nếu các bạn sợ thì các bạn thấy những cái mẫu sau đây là những mẫu bán chạy nhất. Nhất là ngày 8 tháng 9 các bạn, vì ngày 2 tháng 9 lễ lao động bên Mỹ đã qua rồi, thì chúng ta bắt đầu vào ngày 8 nhé các bạn. Ngày 8 tháng 9 đó là ngày National Grandparents Day, là ngày chúng ta tưởng nhớ tới ông bà của chúng ta các bạn, có thể là bên nội hoặc là bên ngoại. Thì chắc chắn những đấng sinh thành cha mẹ cũng như là ông bà là những người mà chúng ta chắc chắn là đáng để tưởng nhớ. Vậy chúng ta có thể chụp hình ông bà, nội bà ngoại của chúng ta đang mặc cái áo thun do chúng ta design và chúng ta đang bán. Và sau đó chúng ta để một cái dòng ở phía dưới là "We have the best grandparents in the whole wide world", là chúng tôi có những người ông người bà tuyệt vời nhất trên thế giới này. Và ở phía dưới cái mẫu áo thun và cái câu chữ caption đó, các bạn để cái link cửa hàng bán áo t-shirt của bạn. Và trong tháng 9 này thì các bạn nên có những cái mẫu nói về ông bà. Đó là một cái trend, một cái xu hướng, là một cái ngày mà đáng để chúng ta tưởng nhớ nhé các bạn. Rồi cái ngày kế tiếp các bạn là ngày ái quốc, Patriot Day, là ngày 11 tháng 9 các bạn. Thì chúng ta hãy gây cái sự chú ý tới công chúng về những cái người mà thể hiện cái lòng ái quốc, lòng yêu nước của mình. Thì không những là các chiến sĩ, các bạn có nhớ một cái mẫu áo bán rất chạy, có doanh số trên 100.000 áo, đó là cái mẫu áo có lá cờ của Mỹ hơi hoen ố màu thời gian, và trước lá cờ đó có một anh lính gục đầu xuống và chống một cái cây súng, và có cái dòng chữ rất là ấn tượng, đó là cái quốc kỳ, cái cờ tổ quốc tung bay trên thượng kỳ không phải vì gió lay động, mà nó bay bởi vì từng hơi thở cuối cùng của từng người chiến sĩ chết vì màu cờ. Cái mẫu rất là nổi tiếng và hiện nay vẫn là trend. Thì những cái mẫu áo mà tạo nên cái kỳ tích trên 100.000 áo hoặc là hơn nữa các bạn, doanh số bán cao nhất, thì thường là những cái mẫu áo nói về cái lòng ái quốc, lòng yêu nước. Thì nó rơi vào những ngày như là ngày 11 tháng 9, ngày Patriot Day, là ngày ái quốc, thể hiện cái tinh thần yêu nước của mỗi người chúng ta, và đặc biệt là những người chiến sĩ ngoài mặt trận đó các bạn.
Và thứ hai là ngày lễ độc lập, ví dụ như ngày lễ độc lập của nước Mỹ hoặc là ngày cựu chiến binh. Đó là những ngày mà những cái mẫu áo nó thể hiện cái tinh thần ái quốc, cái tình yêu nước đó, thì thường nó lay động đến hàng triệu trái tim trong số 327 triệu người Mỹ. Vậy những cái màu áo về lá cờ tổ quốc, lòng ái quốc, lòng yêu nước, nếu đúng vào cái thị hiếu tâm lý của người Mỹ thì bán rất chạy và nó rival lên là những mẫu rất là đơn giản với lá cờ Mỹ và người chiến sĩ và một cái câu text tinh tế thể hiện cái lòng yêu nước, anh đúng vào cái tâm lý của người Mỹ và đúng vào cái dịp ngày yêu nước, ngày lễ độc lập hoặc là ngày cựu chiến binh, ngày Veterans Day các bạn, thì doanh số bán cao ngất ngưỡng các bạn. Và đối với ngày 11 tháng 9 này, không những chúng ta tập trung đối những người thể hiện cái lòng yêu nước và lòng ái quốc mà còn những cái người lính cứu hỏa các bạn. Và Bill Gates có một câu rất là nổi tiếng, một trong những cái ngành nghề những người á ở Mỹ này mà cái mức lương họ nhận được không có tương xứng tí nào, đó là những người lính cứu hỏa. Thì bạn sống đối với ở nước phát triển thì rất là quý, đúng không bạn? Mà những người lính cứu hỏa thì bình thường có thể là ngồi chơi hoặc là tập luyện, nhưng khi có việc á thì họ có thể hy sinh cái mạng sống của mình. Tại vậy chúng ta design cho những cái mẫu áo có hình người lính cứu hỏa hoặc là cảnh sát, thì tất cả công chúng đều ngưỡng mộ vì sự dũng cảm và hành động gan dạ của họ. Đó là soldier, là những người lính chiến đấu ngoài mặt trận. Vì Mỹ thường á là có mặt ở khắp nơi trên thế giới, những cái điểm nóng trên thế giới thường là những cái đội quân viễn chinh các bạn, đi khắp nơi trên thế giới như Việt Nam, Iraq, Iran, Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên, đúng không ạ? Bên Nhật. Đó, vậy những cái màu áo có hình soldier là người lính hoặc là firefighters, người lính cứu hỏa hoặc là medics, hoặc là khi mà chúng ta gọi 911 đường dây khẩn cấp ở Mỹ, xe cứu hỏa tới thì nó có 3 loại các bạn. Một là cứu hỏa, hai là cứu thương, ba là trộm cắp. Nếu chúng ta không nói rõ là cái nguyên nhân lý do tại sao chúng ta gọi cái cuộc gọi đó thì ba cái xe nó chạy tới một lúc thì chúng ta phải trả tiền chi phí rất là đắt. Nếu chúng ta phải trả là medics là về medical các bạn, và police là về cảnh sát. Đó, vậy chúng ta có tạo ra những cái mẫu áo design có hình ảnh người chiến sĩ bên cạnh lá cờ tổ quốc, hoặc là hình ảnh người lính cứu hỏa với xe cứu hỏa, hoặc là người lính mà phục vụ trong ngành cứu hỏa tức là bác sĩ, y tá, hoặc là cảnh sát các bạn. Trong vụ 911 ở New York thì những cái nhân viên cảnh sát trong thành phố New York đóng một cái công rất lớn và không ít người đã hy sinh. Và dưới đó chúng ta ghi một cái text ở đây, cái từ khóa là always remember, never forget, luôn tưởng nhớ và không bao giờ lãng quên cái sự đóng góp, cái sự hy sinh của những người lính chiến đấu ngoài mặt trận, những người lính cứu hỏa, những nhân viên y tế, những nhân viên cảnh sát. Và cái tiếp ngày 13, ngày thứ, sorry các bạn, thứ 6 ngày 13 thì chúng ta thử mở lịch xem thứ 6 trong tháng 9 này có phải là ngày 13 không nhé bạn. Thì thường á ngày thứ 6 13 không phải ở Việt Nam, không phải ở Mỹ mà trên toàn thế giới thì người ta thường liên tưởng nó có liên quan tới gì đó, một cái điềm rủi, đó là bad bad luck, cái sự rủi ro, cái sự xui xẻo. Và trong kinh doanh thì chúng ta sẽ biến nguy thành cơ các bạn. Thì chúng ta sẽ biến ngày thứ 6 13 thành một cái ngày để tăng cái doanh số chúng ta bằng cách lợi dụng số 13. Ví dụ chúng ta discount 50% cho những khách hàng sinh vào ngày 13 tháng 9, hoặc là chúng ta giảm 50% cho những cái sản phẩm mà nó ở thứ tự là 13. Ví dụ chúng ta có một cái sản phẩm dưới đó có những cái dòng sản phẩm nhỏ hơn là 20 dòng sản phẩm hoặc là 15 dòng sản phẩm, thì cái sản phẩm thứ 13 chúng ta discount 50% để khách hàng có lý do tới cửa hàng chúng ta, liên lạc với chúng ta. Cái tiếp là ngày 15, là giữa tháng 9, ngày 15 tháng 9 đó là White Appreciation Day, là ngày mà mình nhớ tới
cái người phối ngẫu là cái người bạn đời, là người vợ của chúng ta. Bill Gates có trả lời một câu phỏng vấn rất là hay khi một phóng viên hỏi là cái hành động nào, cái điều gì là cái quyết định quan trọng nhất trong đời của Bill Gates, là cái người đàn ông mà giàu nhất thế giới trong rất nhiều năm. Thì rất ngạc nhiên khi Bill Gates trả là cái việc lấy vợ và chọn đúng người, thì nó tạo nên cái sự nghiệp. Đúng là đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của phụ nữ. Và thêm một ý nữa, Bill Gates hai chuyện là cái người vợ tốt thì không những là tạo dựng nên cái sự nghiệp và cho chồng và hạnh phúc trong gia đình của đời này và đời con và cả đời cháu nữa, nhất là ba đời. Vậy chúng ta có thể có những hình ảnh người người vợ của chúng ta, người phụ nữ, người bạn đời, và dưới đó chúng ta ghi một cái dòng text đơn giản thôi: best wife ever, là người vợ tốt nhất. À, và cái tiếp là một cái từ rất hay các bạn, cái từ bạn thấy highlight vàng đây là ex winners, là ngày 23 tháng 9, là ngày autumn ex winners, ngày 23 tháng 9 và mùa thu các bạn. Đây chính là cái thời điểm và cái định nghĩa cái từ ex winners là cái thời điểm hay là cái ngày hai lần trong một năm chỉ có hai lần, mà tại cái thời điểm cái ngày đó thì mặt trời băng ngang qua ở phần giữa rất giữa của đường quỹ đạo, khi đó ngày và đêm, cái khoảng thời gian ngày và đêm bằng nhau, tức là nó rơi vào ngày 22, đêm 22 tháng 9 và rạng ngày 23 và ngày 20 tháng 3, trong mỗi một năm có hai ngày, có khoảng thời gian ngày và đêm bằng nhau. Và cứ mỗi khi mà chuyển mùa thì chúng ta thường được nghe những cái thông điệp từ các nhà truyền thông, từ các nhà marketing, đó là cái sự cân bằng giữa ngày và đêm, balance. Vậy có hiệu giày rất là nổi tiếng ở Mỹ và trên thế giới là balance, mà thử coi cái logo design của hiện này, nhưng mà cần, và đến cái thời điểm mà chúng ta cần cái sự cân bằng, reflection, cái sự phản ảnh trong nội tâm, trong cơ thể và cái tinh thần chúng ta, tức là đức dục, trí dục, thể dục. Thì không những có thể dục mà còn cần có đức dục các bạn, reflection phản ánh cái nội tâm và cái cơ thể chúng ta cần cái sự cân bằng. Và chúng ta cần recharge là tới thời điểm chúng ta cần nạp lại năng lượng các bạn thông qua ly cà phê, nhưng nó đang cạn dần thì nó cần phải nhỏ giọt, hoặc là cục pin, bạn thấy cục pin khi mà nó cạn dần năng lượng thì phải sạc lại, hoặc là cái điện thoại. Đó là những cái hình ảnh, những cái thông điệp mang tính ẩn dụ, hoãn dụ về cái ý niệm, ý tưởng là balance và reflection và recharge. Chính vào ngày 23 tháng 9 là cái khoảng thời khắc khi mà ngày và đêm bằng nhau. Lý do là để chúng ta cần làm mới cho cơ thể chúng ta, để cho một cái sự khởi đầu về social media, tức là về những cái phương tiện và những cái hình ảnh và những cái text trên những cái social media, những cái phương tiện, những cái platform như là Facebook, như là Instagram, như là YouTube, như là Twitter, thì thường post những hình ảnh về yoga. Thì chúng ta cần cái sự thăng bằng, sự cân bằng, balance, đúng không ạ? Mà còn bao gồm tất cả những gì mang ý nghĩa cân bằng nữa các bạn. Ví dụ như design của giày Balance là một ví dụ. Ví dụ như chúng ta có thể giới thiệu một cái sự khởi đầu, ví dụ một thành viên mới, những nhân viên mới trong công ty của chúng ta, một thành viên mới xuất hiện trong gia đình của chúng ta, và cái chip, cái mẹo pro, cái mẹo mà pro ở đây là ta có thể tạo được collection, một cái bộ sưu tập về meditation, về thiền hoặc là yoga, hoặc là những cái design mang cái tính tượng trưng về spiritual, về phương diện tâm linh. Right. Khi hỏi một người và cái điều gì là quan trọng nhất, cái kỹ năng quan trọng nhất của một người, thì hơn cả tất cả những kỹ năng đó là gì các bạn? Đó là cái sự tập trung, là cái sự tập trung focus vào một cái việc gì đó một cách, tức là đúng, đủ và đều, kiên trì liên tục thì sẽ dẫn tới sự thành công. Ví dụ như những cái vận động viên đánh box quyền Anh hoặc là vận động viên bóng đá trong các kỳ tranh tài trên thế giới, các bạn thấy họ chào quốc kỳ
và họ có những cái động tác biểu hiện cái tâm linh, đúng không ạ? Cái tâm linh nó thành một cái thói quen, nó mang lại cái sự cân bằng về tâm linh và thể chất. Về bóng đá như một tín ngưỡng, cái người người Brazil, người Brazil người ta tin vào thượng đế, ví dụ như vậy. Người ta có những cái biểu hiện, những cái động tác thể hiện cái đức tin của người ta. Cái tiếp là ngày 28 tháng 9, đó là ngày National Hunting và Fishing Day, là ngày outdoors, là ngày outdoors men and women, là ngày dành cho những người yêu thích những cái hành động, những cái hoạt động dã ngoại ngoài trời, săn bắn, câu cá, leo núi, đi bộ xuyên rừng thu. Thì ở Mỹ các bạn biết cái outdoor mà hobby này thì rất nhiều sản phẩm, có thể lên đến cả chục ngàn sản phẩm liên quan đến xe đạp hoặc là những ba lô, những cái dụng cụ mà thám hiểm hoặc đi rừng vượt suối đó. Vậy áo thun hoặc là design thời trang chúng ta liên quan tới National Hunting và Fishing Day là ngày 28 tháng 9 các bạn. Rồi cái tiếp là ngày 29, sau đó một ngày là International Coffee Day, là ngày cà phê quốc tế. Coffee là cái chủ đề mà hầu hết mọi người đều có liên quan, thường trong cái xã hội công nghiệp thì chúng ta phải uống cà phê, đúng không ạ? Để tỉnh thức. Về cà phê Starbucks, 327 triệu người Mỹ chỉ có một cái thương hiệu cà phê Starbucks và họ phải uống, nhất là ở Mỹ lái xe đường dài thì cái cốc cà phê thường phải rất là lớn các bạn, cái cốc rất là cao cả nửa lít các bạn, và đặt ở trên xe và uống suốt buổi. Về cà phê Mỹ pha loãng là vậy, so với cà phê Việt Nam thì uống suốt ngày. Vậy bạn hãy chụp hình ai đó đã uống cà phê, cái nhân vật nào đó nổi tiếng hoặc là bình thường trong gia đình mình, hoặc là một cô cậu sinh viên, và trong cái design của bạn hãy thể hiện cái hình liên quan, ý tưởng liên quan đến cà phê, thì những khách hàng audience mà người ta thích uống cà phê và đa số ai cũng thích, và người ta là một cái tín đồ của cà phê, thì người ta sẽ chọn cái mẫu mã này và ta dùng cái hashtag là National Coffee Day dành cho nước Mỹ và cũng như là trên toàn thế giới. Rất là hay, đây là những cái content, những cái design mang cái ý nghĩa content nội dung và chuyển bằng cái thông điệp là text, là những cái câu chữ, những cái slogans, bởi vì cái văn hóa và cái lifestyle được thể hiện thông qua cái cầu văn hóa, mà văn hóa đây cụ thể hơn nữa đó là câu chữ, đó là ngôn ngữ và hình ảnh, là những cái hình ảnh hoặc là những cái clip video. Thì trên cái áo thun thì không thể hiện clip video được, thì những cái hình ảnh mang ý nghĩa đơn giản và những cái câu cũng đơn giản nhưng mà tinh tế thì nó mang tới sự hiệu quả. Đây là một cái trend, là một cái cách mà chúng ta chọn cái design theo xu hướng, thường nó rival rất mạnh. Nếu cái design của chúng ta đơn giản nhưng tinh tế các bạn, và đây là cái tool, cái công cụ hoàn toàn mới, chúng ta dựa vào tư duy của chúng ta hoặc là dựa vào những mẫu áo bán chạy của những cái hãng thời trang lớn trên thế giới, Chanel, Nike các bạn, Tommy, Adidas, thì dựa vào những cái này, ý tưởng này, cái tư duy này, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra cái mẫu design của chúng ta nếu chúng ta biết sử dụng những cái phần mềm như là Photoshop và PowerPoint. Còn không thì chúng ta mướn các bạn sinh viên design hoặc trên Fiverr hoặc là Updesk. Chúc các bạn bán áo thun có được một cái tháng 9 này với doanh số rival là vượt trội, đúng như ý nghĩa. Một tháng thì bán được trên 300 áo thun, một ngày 10 cái áo thun các bạn, bằng những cái design. Và những cái design này á thì không những nó là trend theo xu hướng và chúng ta có tư duy tạo ra, thì cái mẫu mã này hoàn toàn là mẫu mã sạch, không vi phạm bản quyền nhé các bạn. Rất tuyệt vời, và người Mỹ người ta không có cầu kỳ về cái tư duy, cái design mà Mỹ thích cái loại áo thun, cái design mẫu mã context hoặc là cái slogan á, hoặc là cái design bằng hình đó, thì nó hoàn toàn khác người Việt Nam chúng ta. Chúc các bạn có một cái tháng bán áo thun với doanh số thật là cao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin mến chào các bạn.